Dế mèn phiêu lưu ký là tác phẩm văn học được bao lớp thiếu nhi Việt yêu thích. Nhà hát tuổi trẻ đưa hình tượng chú dế mèn lên sân khấu kịch như một món quà trong dịp hè 2015. Tác phẩm do Bùi Như Lai đạo diễn dựa trên kịch bản sân khấu của Vũ Hải. Cốt truyện của vở kịch trung thành với nội dung chuyện dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài. Tác phẩm kể về cuộc đời và những chuyến phiêu lưu của chú dế đầy nghị lực, dũng cảm vượt qua bao gian khó, vấp ngã vẫn luôn vươn tới ước mơ tốt đẹp. Đây không phải là lần đầu tiên dế mèn xuất hiện trên sân khấu kịch. 20 năm trước, đạo diễn Đức Hải đã dựng vở Dế mèn phiêu lưu ký cũng trên sân khấu nhà hát tuổi trẻ. Trong lần tái xuất này, đạo diễn Như Lai bám sát cốt truyện của Tô Hoài, dùng hình thể và lời thoại gần gũi với đời sống hiện tại, cùng nhiều chi tiết mang lại tiếng cười cho khán giả.